Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024, ngày 13 tháng 6, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Sơn tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Lương Sơn đã thông tin về những giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phần đầu đến năm 2025, cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. 6 tháng năm 2024, kinh tế trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 346 tỷ đồng, đạt 20,9% dự toán huyện giao. Huyện Lương Sơn ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ nhà báo đồng hành cùng địa phương, tuyên truyền kịp thời vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà huyện đã thực hiện. Đại diện các cơ quan báo chí chúc mừng những kết quả mà huyện Lương Sơn đạt được, đồng thời mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tiếp cận thông tin kịp thời về các vấn đề sự kiện, các mô hình điển hình tiên tiến. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định những đóng góp của các nhà báo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phản ánh kịp thời chính xác các sự kiện, vấn đề và được chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục cung cấp thông tin chính xác kịp thời, đội ngũ những người làm báo tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đồng hành với cấp ủy chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ngày 13 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá các hoạt động do tổ chức Trai Phan hỗ trợ và tổng kết phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy học đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học năm 2023-2024. Trong năm học, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã được chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các hoạt động như hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học, thúc đẩy phát triển ngôn ngữ, áp dụng học thông qua chơi, thực hiện văn bản liên quan tới Nghị định 28 về chế độ cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Kết quả, 100% các cơ sở giáo dục áp dụng học thông qua chơi gắn với định hướng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Phần lớn các trường thực hiện quản lý hồ sơ trên môi trường số hoặc mã QR lưu trữ và quản lý hồ sơ. Công tác phối hợp thực hiện chính sách được quan tâm. Tại hội thảo, đại biểu các đơn vị giáo dục và tổ chức Trai Phan đã thảo luận và đề xuất tổ chức Trai Phan tại Việt Nam sẽ có những điều chỉnh phù hợp và phối hợp tốt hơn trong công tác triển khai các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024-2025. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, điểm thi vào lớp 10 của tỉnh sẽ được công bố vào ngày 15-16 tháng 6. Trước đó, theo dự kiến, điểm thi vào lớp 10 sẽ được Sở công bố vào ngày 13-14 tháng 6. Hiện tại, Sở vẫn đang hoàn tất công tác chấm thi. Như vậy, thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 sẽ được công bố chậm hơn 2 ngày. Thí sinh sẽ xem điểm thi tại các trường trung học phổ thông, nơi thí sinh đăng ký. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 11.413 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi với tổng số 502 phòng thi. Có 199 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 9.895 học sinh, chiếm xấp xỉ 70% tổng số học sinh. Kỳ thi diễn ra đảm bảo theo quy định, quy chế thi. Lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các hội đồng thi, không có hiện tượng bất thường phức tạp xảy ra, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế, quy định thi. Để giúp người dân có thể theo dõi quản lý thông tin sức khỏe của bản thân tại nhà liên tục suốt đời, chủ động trong việc phòng bệnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm các chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu từ năm 2024 đến hết 2025,
thực hiện lập tài khoản quản trị, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt ít nhất 90% dân số của tỉnh, trong đó cập nhật bổ sung các dữ liệu sức khỏe cá nhân của người dân đi khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Từ năm 2025 trở đi, thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, lập hồ sơ sức khỏe bổ sung cho người dân, đảm bảo những năm tiếp theo, trên 90% dân số được theo dõi quản lý sức khỏe. Để thực hiện mục tiêu này, Sở Y tế Hòa Bình sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương triển khai cài đặt các thành phần của nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử do Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Bộ Y tế cung cấp, gồm phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử dành cho cơ sở y tế và cổng tra cứu hồ sơ sức khỏe điện tử lên hạ tầng từ tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2025. 6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Hòa Bình ước đạt gần 13.452 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khối doanh nghiệp ước đạt trên 6.900 tỷ đồng, khối cá thể ước đạt gần 6.552 tỷ đồng. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, hoạt động thương mại dịch vụ trong những tháng đầu năm 2024 trên địa bàn thành phố Hòa Bình tương đối ổn định. Các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, mẫu mã phong phú, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Riêng đối với mặt hàng lương thực thực phẩm, vàng, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng có những biến động nhẹ. Tuy nhiên, không có những diễn biến phức tạp, không có hiện tượng đầu cơ găm hàng tăng giá quá mức ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Lực lượng chức năng của thành phố Hòa Bình đã tăng cường công tác thanh tra kiểm soát thị trường nhằm hạn chế tối đa tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố. Các hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, những giọt máu được cho đi từ những người khỏe mạnh là sự sẻ chia rất cần thiết đối với những người đang cần chuyển máu để giành giật sự sống, là tình cảm ấm áp đang được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6 năm 2024, có phóng sự tỉnh Hòa Bình với phong trào hiến máu cứu người, trao đời sự sống. Là bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, anh Phạm Bá Cảnh đã tham gia hiến máu 20 lần và là thành viên tích cực của Ngân hàng Máu Sống của địa phương. Bên cạnh đó, anh Cảnh thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động, làm thay đổi nhận thức trong cán bộ hội viên, đoàn viên và người thân về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện. Qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền vận động được nhiều cán bộ hội viên, thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Thì cá nhân tôi cũng như với tất cả các đồng chí đoàn viên thanh niên đã từng tham gia vào công tác hiến máu, chúng tôi nghĩ đơn giản là chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cứu giúp từng người bệnh trong cái lúc hoạn nạn, nguy nan và tuyên truyền vận động đối với bà con nhân dân và người thân trong gia đình cũng như là tất cả các đoàn thể để giúp đỡ cho những người xung quanh và có thể là giúp đỡ cho tất cả các bệnh nhân của chúng ta có thể vượt qua được sự khó khăn trước mắt và để đến với để trở lại với lại cuộc sống xã hội bình thường của mình. Nhằm bổ sung lượng máu thiếu hụt tại các bệnh viện, hàng năm Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp tổ chức các buổi hiến máu an toàn cho cán bộ nhân viên y tế, tình nguyện viên và người tham gia. Hiện nay toàn tỉnh có 178 Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện cơ sở, 82 câu lạc bộ hiến máu với trên 2.460 người sẵn sàng truyền máu bất cứ khi nào có bệnh nhân cần hỗ trợ. Hoạt động của các câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả tích cực, tập hợp những cá nhân có nhiều tâm huyết với công tác tham gia hiến máu, góp phần duy trì phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh cùng các huyện, thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của hiến máu tình nguyện trong cộng đồng với thông điệp hiến máu cứu người, trao đời sự sống. Từ năm 2023 đến hết quý 1 năm 2024 đã tổ chức được 24 ngày hội hiến máu, thu hút gần 13.300 lượt người tham gia, thu được 15.968 đơn vị máu sau quy đổi. Là thường trực của cơ quan Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh thì chúng tôi cũng có tham mưu cho Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu của tỉnh là tôn vinh và tuyên dương những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện và đặc biệt là tuyên dương những tình nguyện viên hiến máu nhiều lần.
Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được tiếp xúc trực tiếp, được gặp gỡ và tổ chức các cái buổi giao lưu tọa đàm trực tiếp với các tình nguyện viên nhiều hơn nữa để làm sao trong thời gian tới công tác hiến máu tình nguyện trong toàn tỉnh có thể nhân rộng hơn. Ngày 14 tháng 6 hàng năm là Ngày Thế giới Tôn vinh Người Hiến Máu, là dịp để tôn vinh khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Những giọt máu được cho đi từ những người khỏe mạnh là sự sẻ chia rất cần thiết đối với những người đang cần truyền máu để giành giật sự sống, là tình cảm ấm áp đang được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng, đúng như thông điệp của ngày hội. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè là dịp các em được vui chơi giải trí sau một năm miệt mài học tập nhằm tạo sân chơi an toàn, bổ ích thiết thực cho thanh thiếu nhi trong mùa hè. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đang tăng cường các hoạt động, chú trọng đổi mới về nội dung hình thức, phát triển toàn diện cho các em. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nhà văn hóa xóm Bờ Nà, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi. Từ đầu hè đến nay, ngày nào cũng có các hoạt động của các em thiếu nhi, ngay cả những hôm thời tiết nắng nóng, nhưng không làm giảm đi sự hào hứng tập luyện dưới sự hướng dẫn của các anh chị đoàn viên thanh niên vào cuối buổi chiều. Con rất thích tham gia hoạt động hè địa phương. Con được tham gia những trò chơi là rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột và đi trò chơi đi chợ. Con rất thích đến mùa hè để con được chơi cùng các bạn và được nhảy múa cùng các anh chị. Dịp nghỉ hè năm nay, xã Xuân Thủy tiếp nhận khoảng hơn 1.700 thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè. Thiếu sân chơi dành cho trẻ, cộng thêm địa bàn rộng, các xóm đều có dòng sông Bôi chảy qua, trẻ em tắm sông gây tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Vào ngày 26 tháng 5 tại khu vực xóm Lốc đã có một trẻ bị đuối nước. Do đó, để có thể thu hút các em khi tham gia sinh hoạt hè tại địa phương, ngay từ đầu tháng 6, các cấp bộ đoàn đã triển khai đến chi đoàn các xóm tích cực đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động như tổ chức các buổi sinh hoạt hè, văn hóa, văn nghệ và cho các em tham gia trò chơi dân gian phù hợp với các lứa tuổi. Tình hình thực trạng cho các em sinh hoạt ở trên địa bàn xã bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Về thứ nhất là về cái khu vui chơi cộng đồng thì cũng không được đầu tư và cũng để cho các em vui chơi cũng chỉ có tập hợp được các em về trong cái buổi chiều để cho các em vui chơi các trò chơi là dân tộc cũng như là dân gian và các tổ chức cho các em luyện tập văn nghệ để giúp các em có cái không gian để tập trung và để cho các em tránh đi chơi hoặc là xảy ra những cái tình trạng không mong muốn trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có trên 140.700 đội viên thiếu niên nhi đồng ở 151 xã phường thị trấn. 100% cơ sở đoàn đội triển khai các hoạt động hè cho thiếu niên nhi đồng trên địa bàn như tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu, các lớp tập huấn, lớp dạy bơi miễn phí, sinh hoạt hè, chơi các trò chơi dân gian. Qua đó giúp các em phát huy sở trường, năng khiếu bản thân, tránh xa những trò chơi mang tính tiêu cực, không bổ ích trong dịp hè. Có hoạt động của thiếu nhi trong những tháng hè thì tập trung hướng tới chủ trương của Ban Thường vụ tỉnh đoàn hướng các nội dung là về cơ sở. Khi các em về được nghỉ hè và chúng tôi sẽ tập trung là tổ chức các trò chơi dân gian cũng như là rèn luyện kỹ năng cũng như là các kỹ năng về an toàn phòng tránh đuối nước cũng như là tổ chức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao cho các em tại khu dân cư. Thiếu nhi với một mùa hè vui vẻ, an toàn, bổ ích là mục tiêu trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới, đa dạng hoạt động hè, giúp các em có thêm cơ hội giao lưu học hỏi và để mùa hè là những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ. Tỉnh Hòa Bình tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ.